Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game về kiếm hiệp nữa nha anh em. Thì con này có tên là Thái Bình Thiên Quốc nha. Thì đây là một cái bản revive nha anh em. Đấy. Thì con này có cả Android lẫn iOS, anh em có thể chơi nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server mới cho mấy anh em chơi nha. Rồi thì con Thái Bình Thiên Quốc sẽ chính thức open server 3 nha anh em vào lúc 14 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2023 nha anh em. Thì con này là một cái phiên bản revive nhưng nó sẽ free cho mấy anh em đi rất là nhiều vật phẩm cho mấy anh em chơi nha anh em. Thì anh em có thể tải cái con này tại cái đường link là thaibinhthienquoc.com nha. Đây chính là trang chủ của con này nha anh em, thaibinhthienquoc.com. Thì ở đây nó có đầy đủ tất cả các link cho mấy anh em tải nha. Thì anh em chơi cái nền tảng nào thì anh em có thể tải nha anh em. Thì đây là link iOS ha. Thì anh em chỉ cần lít tải thì nó sẽ được nha anh em. Thì anh em nào iOS á, nếu mà có cần hỗ trợ gì á, thì anh em có thể liên hệ ở đây nha. Còn anh em Android thì tải bình thường nha anh em. Rồi thì con này sẽ free cho anh em là cái bộ code tân thủ, rất là nhiều code luôn. Thì anh em có thể nhập nó trong phần quản lý tài khoản nha. Đây, đây là toàn bộ cái code tân thủ của mấy anh em nha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em nhập demo một vài code. Còn lại thì anh em sẽ nhập nó nha anh em. Rồi thì đây là phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Thì ở đây nó có những cái hình thức cơ bản để mấy anh em có thể nạp thẻ chơi game nha. Thì ở đây nó có thẻ cào nè. Tỷ lệ là 1-1. Anh em nạp bằng Momo và Banh á, thì anh em sẽ được khuyến mãi là 50%. Anh em nạp 1 thì anh em sẽ được 1,5. Đấy anh em có thể chọn những hình thức này để nạp thẻ chơi game nha anh em. Thì cái phần code á, thì anh em vào cái nhập code nhận quà ha. Thì ở đây anh em sẽ chọn server nha anh em. Thì mình đang demo server 2 ha. Thì bên dưới này á, thì nó có nguyên một cái dàn code anh em có thể copy mà nhập vào nha anh em. Ví dụ ở đây ha, XT1. Đấy, nhận code rất là nhanh chóng nha anh em. Thì anh em có thể nhập tất cả các code nha anh em. Thì ở đây nó có phần chuyển xu thành kim bảo á, thì mấy anh em có cái xu web á, thì mấy anh em sẽ chuyển được nha anh em. Đấy, rất là đơn giản luôn. Ở đây là phần quà tích nạp nha anh em. Thì anh em đạt được những cái cột mốc ở đây á, thì anh em sẽ nhận được tất cả các phần quà nha anh em. Đấy, mình thấy rất nhiều cái phần quà cho mấy anh em chơi cái sự kiện tích nạp này nha anh em. Đấy, rất là ngon luôn. Thì ngoài những cái code tân thủ á, thì mấy anh em có thể tham gia thêm cái sự kiện là live share nha anh em. Đấy, anh em có thể làm đầy đủ tất cả các bước, anh em gửi về bay anh em sẽ nhận được phần quà live share nha anh em. Thì con cái bản này á, thì mấy anh em có thể trên quái gơi vật phẩm. Đấy, 100 kim bảo, 10.000 kim bảo phá, 100.000 kim bảo không phá. Và đan AP ngoại trang, tư chất đan là hình tượng tối phiến rồi ha, rất là nhiều. Anh em có thể trên quái gơi nha anh em. Đấy. Và anh em có thể săn boss là gơi vật phẩm nè, để 200k kim bảo luôn ha. Thì rất là nhiều. Thì boss đó thì mấy anh em có thể đánh ở tầng 1, 2, 3 ha, săn được MP khủng và trang sức kết hôn cấp 4, 5, 6 luôn nha anh em. Thì anh em cài thì anh em có tất nha anh em. Đấy. Rồi thì con này sẽ chính thức open server 3 nha anh em vào lúc 14 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2023. Anh em có thể tải game về chơi luôn nha anh em. Thì con này có cả Android lẫn iOS cho nên anh em có thể chơi con này nha anh em. Thì đây là một cái bản revive, anh em cài chai dẫn lên VIP cho nên là anh em có thể chơi con này nha. Đấy, anh em chỉ cần chạy nhiệm vụ thì anh em sẽ lên được VIP luôn nha anh em. Đấy, rất là ngon. Thì cái phiên bản này mình thấy chạy khá mượt nha anh em. Thì server đã được duyệt quá hoàn toàn luôn. Đấy, mình thấy chạy khá là mượt luôn. Để anh em có thể tải về chơi nha. Thì phần code á, mấy anh em nhập hết á, thì mấy anh em sẽ vào phần thư, mấy anh em nhận hết nha anh em. Thì ở đây mình mới nhập có một vài cái code thôi. Mình thấy những cái thời trang rất là đẹp luôn. Thời trang cánh rồi ha. Anh em có thể chơi tẹt bô nha anh em. Đây, rất là đẹp nha anh em. Đấy, một thời trang thú cởi rất là ngầu luôn, lực chiến rất là cao nha anh em. Rồi anh em cứ nhận hết toàn bộ cái phần thư nha anh em.
Nói chung phiên bản này thì mình thấy chạy khá là mượt đó nha anh em. Thì cái con này thì anh em có thể chơi nha. Rồi một lần nữa mình nhắc anh em nhớ nha, Server 3 nha anh em, Server 3 sẽ chính thức open ngày hôm nay luôn nha anh em, 14 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2023 nha anh em. Anh em nhớ giờ chơi cho nóng nha. Rồi phần giới thiệu con game mới, Server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em nhớ vào lấy giúp mình nha, cũng như cô đi nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha.